Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn đi được xa như thế nào khi nói đây là tầm nhìn của tôi nhất định sẽ bảo vệ nó. Martin Luther King Jr. đã nói, bạn không xứng đáng được sống cho đến khi bạn tìm ra được điều khiến bạn sẵn sàng chết vì nó. Bạn đã dốc hết tâm can, cảm xúc đầu tư vào tầm nhìn của bạn trong suốt phần đời còn lại chưa? Hay đầu tư vào kinh doanh, sức khỏe, lòng nhân đạo, vào việc cho đi, vào gia đình và việc phụng sự của bạn với thế giới? Dù có điều gì xảy ra, bạn nhất quyết bảo vệ nó. Bạn có biết điều gì tạo nên thương hiệu cho Apple không? Hầu hết các tập đoàn công nghệ đều có tầm nhìn cho sản phẩm và dịch vụ của họ. Mỗi lần họ đối mặt với sự hãm chế nào đó, họ suy yếu chính tầm nhìn của họ. Và cuối cùng, tầm nhìn hóa hư không? Tôi đang tò mò không biết điều tôi nói có dễ hiểu với bạn không ạ? 6 tuần trước khi chiếc điện thoại iPhone được gửi đi, Steve Jobs đã yêu cầu, tôi muốn biểu tượng quả táo được tráng gương, khiến cho người dùng sẽ phải yêu thích nó đến nỗi họ sẽ muốn liếm cả cái màn hình điện thoại. Và ai đó nói với Steve Jobs rằng điều này sẽ không thành hiện thực đâu. Nhưng 6 tuần sau, trước khi những chiếc iPhone được gửi đi, tôi tin rằng Corning là người tạo ra nó. Ông ta đã hoàn thành yêu cầu. Vì sao? Vì ông ta biết cách dẫn dắt. Vậy, ý của tôi là hãy nghĩ về lòng can đảm, đừng làm yếu tầm nhìn của bạn. Khi bị cười nhạo, đừng để tầm nhìn bị suy giảm. Khi bị trượt ngã, đừng làm lu mờ tầm nhìn. Khi bạn sợ hãi, đừng suy yếu tầm nhìn. Khi bị tổn thương, đừng buông rời tầm nhìn. Khi bạn trên đỉnh vinh quang và được ca ngợi là người giỏi nhất, cũng đừng rời xa tầm nhìn của bạn. Khi bạn trải qua thung lũng của nỗi đau, đen tối và căm phẫn, khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ, đừng để tầm nhìn bị suy yếu. Và cũng đừng làm chỉ cho bản thân bạn, hãy làm vì gia đình, đồng đội, khách hàng của bạn. Hãy làm vì những điều tạo nên thế giới này, vì bạn là một trong những linh hồn hiếm hoi bỏ ngoài tai giọng nói của sự sợ hãi trong họ. Mà thay vào đó, bạn luyện tập lòng dũng cảm, xắn tay áo lên để hoàn thành công việc. Ví dụ, Stephen King, chúng ta ngưỡng mộ ông ấy. Cuốn sách đầu tiên Carey bị từ chối 30 lần. Bất kỳ tầm nhìn tuyệt vời nào cũng đều bị cười nhạo. Vấn đề nằm ở đây, bạn có hàng trang ý tưởng ngày hôm nay. Khi về nhà bạn chia sẻ những ý tưởng này cho người thân của bạn, họ sẽ cười nhạo và nói móc bạn. Họ dường như có ý tốt đấy. Có bao nhiêu người trong căn phòng này sẽ từ bỏ cảm giác tuyệt vời đang trải qua cùng tôi ở đây, chỉ vì bạn thực sự bị tác động bởi những gì họ nói với bạn. Và Stephen King đã vứt tác phẩm vào sọt rác, nhưng vợ ông ấy đã cứu lấy nó. Giờ đây ông ta là một nhà văn huyền thoại, có thể là một trong top 5 tác giả có sách bán chạy nhất thế giới. Can đảm, lòng can đảm. Bạn có biết rằng Vincent Van Gogh chưa bao giờ bán được số tranh nhiều hơn đếm trên đầu ngón tay trong suốt cuộc đời ông ấy không? Ông ấy thậm chí thiếu ăn, trong khi các tác phẩm của ông ấy được bán với giá hàng triệu đô la. Ông ấy không vẽ tranh vì tiền. Những tượng đài vĩ đại như Thánh điện Sistine không được tạo ra vì tiền. Thuyết tương đối không được tạo ra vì tiền. Apple không được sáng lập nên vì tiền. Amazon không được tạo ra vì tiền. Và các dân tộc được giải phóng không phải vì tiền, mà vì tinh thần lãnh đạo. Vincent Van Gogh chỉ bán được một bức tranh. Ông ấy luôn luôn thiếu ăn, nhưng đã hoàn thành tác phẩm 800 tác phẩm bởi vì ông ta là một thợ thủ công. Ông ấy làm như vậy vì con người ông ấy trở thành, cho điều ông ấy trở thành. Ông ấy làm nó để sản sinh ra nghệ thuật cho thế giới này. Và giờ đây các tác phẩm ông ấy được tôn vinh là kiệt tác. J.K. Rowling, bà mẹ đơn thân sống nhờ vào phúc lợi xã hội trong một căn hộ đầy chuột chui rúc. Tiểu thuyết Harry Potter cũng bị từ chối. Câu chuyện về cậu bé phù thủy bị coi là ý tưởng sẽ gây đổ vỡ đối với trường phái giả tưởng. Bị từ chối bởi chín nhà xuất bản. Bất kỳ tầm nhìn lớn nào cũng đều bị hiểu nhầm, nếu không nó sẽ không là tầm nhìn lớn. Và sau đó, 450 triệu bản đã được bán khắp thế giới. Nhưng ví dụ tuyệt nhất về lòng can đảm là người đàn ông tuyệt vời này. Ngày 1 tháng 8 năm 1976, trong hiệp 2 của giải đua công thức tại Đức, Niki Lauda đã mất lái và đâm vào tường. Ông ấy bị mắc kẹt trong chiếc xe ở nhiệt độ 450 độ C trong gần 60 giây.
cơ thể của ông ấy bị hủy hoại rất nặng nề. Người ta nói khi nhìn thấy gương mặt của ông ấy, cảm giác như khuôn mặt đang bị chảy ra. Họ cấp cứu ông ấy tới bệnh viện. Các bác sĩ nhìn Niki Lauda rồi nói: chúng ta cần gọi mục sư tới để cầu nguyện cho ông ấy lần cuối cùng. Niki Lauda cất tiếng nói rằng: tôi cảm nhận như tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong tôi nói rằng đây sẽ không chỉ là một giấc ngủ bình thường, nên tôi cần làm bất cứ mọi giá để giữ mình tỉnh táo. Tôi biết tình hình rất tệ khi tôi thấy vợ tôi xuất hiện và mất đi. 6 tuần sau đó, với khuôn mặt bị băng bó chằng chịt, ông tiếp tục tham gia giải đua vào vị trí thứ 4 trong giải đua công thức 1 ở Ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của thầy Robin Sharma, và hy vọng rằng các bạn vừa nhận được giá trị tuyệt vời của thầy. Hãy chia sẻ video này tới ít nhất 3 người bạn để chúng ta cùng kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Phương Anh vô cùng biết ơn và sớm hẹn gặp lại.